Chào mừng các bạn đến với Top Túp. Các bạn ạ, sở hữu một chiếc xe máy có tốc độ nhanh và mạnh mẽ là ước mơ của rất nhiều anh em. Bỏ qua vấn đề về kinh tế thì bạn sẽ lựa chọn chiếc xe nào cho mình? Ngày hôm nay hãy cùng Top Túp tìm hiểu 10 mẫu xe mô tô nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm này các bạn nhé. Xem xong clip này biết đâu các bạn lại xác định được mẫu xe mơ ước của mình nhỉ? Đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ các clip từ Top Túp. Top 10 BMW K1200S. BMW K1200S sở hữu khối động cơ có dung tích xi lanh 1.157 cm3. Công suất tối đa của động cơ là 164 mã lực tại vòng tua máy 10.250 vòng 1 phút. Moment xoắn cực đại 129 Nm tại vòng tua 8.250 vòng 1 phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 3,2 giây. Trước khi đạt vận tốc tối đa 279 km/h, giá bán mẫu xe này là 15.400 đô la Mỹ chưa thuế phí các bạn nhé. Top 9 Aprilia ASV 1000RMU. Mẫu xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2000, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn được nhiều người mê xe mô tô trên khắp thế giới sử dụng. Aprilia ASV 1000RMU sở hữu khối động cơ 998 cm3, công suất tối đa 141,3 mã lực. Tại vòng tua máy 10.000 vòng 1 phút, moment xoắn cực đại 107 Nm tại vòng tua 5.500 vòng 1 phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 3,1 giây, tốc độ tối đa 280 km/h. Giá bán hiện nay vào khoảng 31.000 đô la Mỹ các bạn nhé. Tất nhiên giá này cũng chưa có thuế phí. Top 8 MV Agusta F41000R. Đây là mẫu phân khối lớn có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 2,7 giây. Trước khi đạt vận tốc tối đa 296 km/h, xe sở hữu khối động cơ 1.000 cm3 cho công suất tối đa 174 mã lực và moment xoắn cực đại 115 Nm tại vòng tua máy 10.000 vòng 1 phút. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo 8 cấp. Giá bán của mẫu xe này rẻ hơn mẫu xe top 9 và chỉ có 25.000 đô la Mỹ thôi, nghĩa là vào khoảng gần 600 củ Việt Nam đồng các bạn nhé. Top 7 Kawasaki Ninja ZX14A. Đây là một mẫu xe đẹp và không chỉ đẹp, đây còn là một con quái thú tốc độ thật sự với khối động cơ 1.441 cm3 bên trong. Hệ thống kiểm soát lực kéo 3 cấp hỗ trợ chiếc xe chạy ổn định ở tốc độ cao. Xe tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong 2,6 giây. Công suất tối đa của động cơ lên đến 145 mã lực tại vòng tua máy 10.500 vòng 1 phút. Vận tốc tối đa của mẫu xe này là 299 km/h. Giá xuất xưởng của mẫu xe này là 15.000 đô la Mỹ. Khá mềm so với mẫu xe nhanh top 7 thế giới các bạn nhỉ. Top 6 BMW S1000AA. BMW S1000AA sở hữu khối động cơ 999 cm3, có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 2,7 giây và tốc độ tối đa lên tới 304 km/h. Xe có công suất tối đa 195,2 mã lực tại vòng tua máy 13.500 vòng 1 phút. Ở Mỹ bạn có thể mua phiên bản này với giá 17.000 đô la Mỹ, nhưng ở Việt Nam giá em nó vào khoảng trên dưới 1 tỷ đồng, và tất nhiên chưa bao gồm thuế phí các bạn nhé. Top 5 Honda CBR 1100XX. Top 5 thuộc về hãng xe quen thuộc ở Việt Nam đó là Honda. Mẫu xe Honda CBR 1100XX Blackbird là phiên bản mới được hồi sinh từ phiên bản 1996. Sở hữu khối động cơ 1.137 cm3, làm mát bằng chất lỏng. Chiếc xe có công suất tối đa 153 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng 1 phút, tốc độ tối đa 305 km/h, và có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 2,8 giây. Điểm mới của mẫu xe huyền thoại này là có hệ thống cánh gió được thiết kế khí động học siêu chất. Top 4 Kawasaki Ninja S2A. Kawasaki Ninja S2A là mẫu xe nhanh và mạnh nổi tiếng thế giới. Xe sở hữu ngoại hình hoàn hảo, khối động cơ 998 cm3 cho công suất cực đại 197,3 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng 1 phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 355,2 km/h.
Top Tube không biết chính xác giá của chiếc Kawasaki Ninja S2A, nhưng giá một em xe như thế này ở Việt Nam chắc chắn không dưới 1 tỷ đồng đâu các bạn nhé. Đấy là còn chưa kể thuế phí vào nữa các bạn ạ. Top 3 MTT Turbine Superbike Y2K. Mẫu xe phân khối lớn này sở hữu động cơ Rolls-Royce 250C18. Khác với các mẫu xe thông thường, siêu xe mô tô đặc biệt này chỉ sử dụng hộp số tự động 2 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 363 km/h. Công suất tối đa của động cơ xe lên đến 320 mã lực tại vòng tua máy 52.000 vòng một phút. Quá khủng khiếp. Và mức giá ở Mỹ của nó cũng cao ngất ngưởng với giá là 150.000 đô la Mỹ. Top 2, Suzuki Hayabusa. Suzuki Hayabusa được mệnh danh là đứa con của thần gió tại Việt Nam khi có thiết kế khí động học cao, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 2,6 giây. Tốc độ tối đa có thể lên đến 397 km/h. Xe sở hữu khối động cơ có dung tích xi lanh lên đến 1.340 cm3. Công suất tối đa 197 mã lực tại vòng tua máy 6.750 vòng một phút. Dù nhanh vào hàng top 2 nhưng giá của nhà sản xuất đưa ra là khá mềm mại. Chỉ 14.000 đô la Mỹ thôi các bạn nhé. Top 1 Dodge Tomahawk. Đứng đầu danh sách là mẫu xe mang tên một loại tên lửa của quân đội Mỹ. Và quả thực nó nhanh như một quả tên lửa vậy. Tốc độ tối đa của chiếc xe này lên tới trên 560 km/h. Tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong khoảng trên 1,5 giây. Xe sở hữu khối động cơ 8.277 cm3, 10 van. Công suất tối đa 500 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng một phút. Chỉ có tổng cộng 9 chiếc Dodge Tomahawk được sản xuất trên toàn thế giới. Và hiện nay Top Tube chưa từng nhìn thấy nó ở Việt Nam. Nếu bạn nào nhìn thấy mẫu xe này thì xin hãy chụp ảnh chia sẻ với Top Tube nhé. Theo Top Tube được biết giá xuất xưởng của mẫu xe này là 550.000 đô la Mỹ, tức là vào khoảng xấp xỉ 13 tỷ đồng. Nhưng để lăn bánh ở Việt Nam anh em cần nhân 3 hoặc 4 lần nữa nhé. Trên đây là top 10 mẫu xe phân khối lớn nhanh nhất hành tinh hiện nay. Hy vọng với sự giới thiệu sơ lược của Top Tube đã đem đến cho anh em cái nhìn tổng quát về các mẫu xe siêu nhanh này. Nếu các bạn thấy clip thú vị đừng ngại like, còn nếu thấy không hãy chia sẻ để Top Tube cố gắng hơn trong clip tiếp theo các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn một ngày vui vẻ với những ước mơ của mình. Để ủng hộ và xem nhiều clip hay hơn từ Top Tube, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký.